Bi Review Phim tiếp tục đem tới những diễn biến mới nhất tại tập 4 bộ phim Tránh Thanh tra 1958 đây ạ. Ngay đầu phim, Jong Han thong thả ăn bánh gạo tại quán quen, tò mò về Sung Jin đang cặm cụi phía đằng xa, thì mới hay cậu nhóc đang tự học con chữ. Tinh thần tự giác ấy quá đáng khen, nhưng bà cũng chẳng trông đợi gì nhiều. Jong Han khẽ lia mắt quan sát, đôi giày cao su rách chẳng chịt đã lọt vào đôi mắt tinh như cú ấy. Tại đồn cảnh sát, một người phụ nữ đơn thân đang cầu cứu tổ hai hãy tìm kiếm đứa con so sinh mới mất tích của mình với thái độ vô cùng khẩn thiết. Ấy vậy mà tên khốn Suman chẳng có lấy trái tim, nằng nặc đuổi cô về với lý do còn rất nhiều vụ án cần phải ưu tiên giải quyết. Quá đỗi trướng tai gai mắt, Sung Su chủ động mở lời tiếp nhận vụ án này. Theo như trình báo, Jong U biến mất khi hai mẹ con đang ngủ trưa trong nhà. Có một điểm đặc biệt trên chiếc tã, chính là hình chú rùa vàng do đích thân người mẹ này đã thêu trước đó, và đứa bé ấy có tới 6 ngón ở bàn tay trái. Ở một diễn biến khác, Jong Han ra sức năn nỉ Nan xin hãy trở thành giáo viên, kèm thêm cho Sung Jin. Đổi lại, cô bé sẽ có đặc quyền mượn những cuốn sách trinh thám mới nhất, và được thanh tra bản authentic là Jong Han. Đây chia sẻ nhiều mẹo trong quá trình phá án. Trong màn đêm tăm tối, bộ phận pháp y hoảng hồn khi tiếp nhận tới 10 thi thể còn nhỏ xíu thế này. Ấy vậy nhưng họ chưa kịp phân tích chuyện gì đã xảy ra, thì cảnh sát đã tới, nhất định muốn lấy toàn bộ chứng cứ đi. Họ nhanh chóng đưa ra tuyên bố, tất cả những đứa bé đó đều là trẻ mồ côi, chết vì bệnh sởi. Và cô nhi viện đó được phép chôn cất ở ngọn núi phía sau đồi theo đúng quy định. Sung Su nổi cơn thịnh nộ khi chứng kiến thái độ quá đỗi thờ ơ của họ, rốt cục lại xảy ra cuộc xô xát không đáng có. Rõ ràng có điều gì đó mờ ám ở đây, cảnh sát tỉnh thì bị mua chuộc, và họ thì không được phép đào sâu thêm vụ án này. Chẳng còn cách nào khác, họ trực tiếp tới gặp giám đốc cô nhi viện có tên là Gươm Gia, phó chủ tịch hội phụ nữ, và có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của Đảng Tự Do. Bà ta tự tin chia sẻ rằng, việc tạo nên ngôi mộ tập thể kia là cách tốt nhất để ngăn chặn bệnh tật lây lan. Đứng trước câu hỏi về những nguồn thu và phí bảo hiểm mà cô nhi được hưởng mỗi khi tiếp nhận thêm những trường hợp mới về nuôi dạy, bà ta liền nổi đóa lên và la hét dữ dội, khẳng định bản thân cực liêm khiết và không mập mờ về chuyện tiền nong. Có điều, sau cuộc trao đổi ngắn ấy, họ chắc chắn, khả năng cao bà ta chính là kẻ chủ mưu của đường dây bét cót trẻ yêm. Lý do khiến Sung Su nhanh nhạy tới thế, vì anh cùng trưởng thành từ cô nhi viện mà. Thậm chí khi thấy một đứa nhóc đáng thương khóc lóc đầy tội nghiệp, Sung Su hào phóng cho cậu bé chút đỉnh, để mua bánh ăn cùng với những người bạn của mình. Đội trưởng Du tiết lộ thêm, Gươm Gia là một kẻ thân nhận, giữ chức quản lý trại trẻ mồ côi với trọng trách đồng hóa tư tưởng, biến chúng thành tay sai. Chưa dừng lại ở đó, kể từ khi sự việc được phát hiện, liên tiếp những sự cố xảy ra. Nhà báo đưa tin bị tai nạn bất ngờ, còn bác sĩ pháp y bị điều chuyển tới hòn đảo xa Tít Tắp để điều trị. Chẳng còn cách nào khác, Hồ Dung buộc phải bắt đầu cuộc hải trình không mong đợi, tới tìm nhà báo đó để thu thập thông tin. Mặt khác, Sung Jin rất nỗ lực để học lấy con chữ, dù có nhiều lần khiến gia sư riêng bực bội chút đỉnh. Niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi được Jong Han tặng cho đôi giày mới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chàng thanh tra tinh tế này. Viper lại bắt đầu thị uy sức mạnh, Sung Jin vô tình chứng kiến đã dũng cảm combat với chúng. Hai bên lời qua tiếng lại cực căng thẳng, suýt chút nữa đã xảy ra xô xát lớn rồi. Sau khi nói chuyện với mẹ Jung U, bộ đôi thanh tra trực tiếp tới gặp tất cả những đối tượng thường xuyên lui tới, như người giao than, người nhặt rác hay cả bà cô bán mỹ phẩm nhưng chẳng thu thập được gì. Vậy nên mới có cảnh tượng, họ giả bộ ngoan ngoãn quỳ gối, tỏ vẻ hối lỗi lắm vì có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Gươm Gia liền tỏ ra tự mãn, thị uy bằng cách yêu cầu họ lao động công ích một ngày trong cô nhi viện. Vậy là họ đường đường chính chính điều tra mọi ngóc ngách tại đây, vô tình bắt gặp đám trẻ được dẫn đi chích ngừa tại phòng khám tư có tên Dejin, thay vì trung tâm y tế cộng đồng. Sau rất nhiều nỗ lực, họ tìm thấy thứ không hề muốn chút nào, chính là chiếc tã có thêu hình con rùa vàng đã cháy xém tại sân sau. Hy vọng Jung U còn sống đã biến mất, chuyện thông báo với người mẹ đáng thương này quả một là trọng trách nặng nề. Dù vậy, chừng này chứng cứ là chưa đủ để tố cáo Gươm Gia. Qua tiếp xúc với những trường hợp tương tự với mẹ Jung U, Jung Wan nhận ra điểm chung giữa họ là đều dùng một loại mỹ phẩm nhập ngoại đắt tiền. Thế nên, không bất ngờ khi bà bán mỹ phẩm trở thành mục tiêu nghi ngờ số 1. Tan làm, bà ta thẳng tiến tới chiếu bạt. Nhưng chưa kịp đắm chìm với đam mê làm giàu, thì đội thanh tra đã ập tới. Mục đích của họ chỉ đơn giản là muốn nhờ cậy ông chủ đây chút đỉnh mà thôi. Ngay đêm đó, ông ta tới nhận nhà để đòi khoản nợ lớn, với lý do cần bỏ trốn sau khi bị cớm oánh sập căn cứ địa. Sau chuyến vượt biển, Hồ Dung như già đi cả chục tuổi, đổi lại là thông tin quan trọng. Toàn bộ những đứa trẻ mất tích đều có khiếm khuyết trên cơ thể. Điều đó khẳng định, trại trẻ kia chỉ là cái vỏ để bà Gươm Gia thu lợi bất chính mà thôi. Sau khi bị ép phải thanh toán nợ nần, bà bán mỹ phẩm lại tiếp tục ra tay thực hiện tội ác, mà không hề hay bản thân đã bị theo dõi. Một cuộc trao đổi bí mật diễn ra trong con hẻm nhỏ. Dù đã bố trí lực lượng đông đảo, nhưng sau cùng họ vẫn để lọt mất nghi phạm, khi có ô tô chờ sẵn để tẩu thoát. Bà Seo Hy khai rằng đã đồng ý thực hiện công việc hái ra tiền này,
theo yêu cầu của một thanh niên trẻ vô tình gặp tại chiếu bạc, nhưng thực sự không biết hắn là ai. Mặt khác, phòng khám chuyên tiêm chủng Dejin cũng bị lục soát. Có tật giật mình, hắn bỏ chạy ngay tức khắc, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Vì Sung Su Thị uy cơn phẫn nộ, hắn sợ hãi thừa nhận, đảm nhiệm việc phân loại những đứa trẻ được nhân viên của trại trẻ đưa tới. Thấy cảnh sát ập tới, chúng trở nên lo sợ. Có chút lo lắng, Dong Nam liền tò mò, có khi nào liên quan tới vụ 10 đứa nhờ không, khiến Sung Su khựng lại vì bất ngờ. Họ nhanh chóng tìm ra căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm, được nhận định là nơi nhốt những đứa trẻ. Đường ống lò cũng bị ai đó cố tình làm hư hỏng, lò nung thì chứa đầy than với mục đích khiến chúng chết ngạt. Sau một hồi xác minh danh tính, họ đã tìm ra kẻ giao dịch và tay tài xế đã bỏ trốn lúc trước. Bất ngờ là, họ giữ thái độ bình tĩnh, nhận hết mọi tội lỗi về mình. Dù vậy, với tư cách là viện trưởng, bà Gươm Gia vẫn phải tra tay vào lắc bạc với tư cách là nghi phạm. Họ đã có đủ bằng chứng, cho thấy họ thu về số tiền khổng lồ, dựa trên việc bét cóc để cung cấp con nuôi cho những gia đình hiếm muộn, và ra tay với những đứa trẻ không đủ tiêu chuẩn. Ấy vậy mà bà ta vẫn còn diễn sâu, nước mắt cá sấu, khẳng định bản thân vô can, và bị cấp dưới qua mặt. Ngược lại, theo điều tra của tổ trưởng Du, hai kẻ đó là trợ lý trung thành, đã đồng hành với Gươm Gia ngay từ khi bà ta còn thân nhận, khả năng khiến chúng mở miệng gần như là không thể. Khó khăn chồng chất khó khăn, sở trưởng cho yêu cầu phải thả tự do cho chúng, khi chưa đủ chứng cứ buộc tội. Bà ta tỏ ra vênh váo lắm, yêu cầu phải đuổi cổ hết đám thanh tra bất tài đã nghi ngờ mình. Đúng là quan hệ rộng có khác, chủ tịch hội phụ nữ cũng có mặt khi hay tin. Có điều, ngay khi cuộc trò chuyện kín diễn ra, Sung Su đã đưa Dong Nam tới. Cậu nhóc rụt rè này tiết lộ, đã tình cờ trông thấy 10 đứa nhỏ tại tầng hầm, được thư ký Jun cho uống sữa hàng ngày. Cho tới một ngày nọ, bà Gươm Gia xuất hiện, thể hiện sự bực tức và trực tiếp phá hủy đường ống tại đó. Vì bất cẩn, bà ta tự làm thương chính mình. Nếu muốn khẳng định bản thân vô tội, chỉ còn cách để lộ ra bàn tay trái kia, nhưng bà ta lươn lẹo, viện trăm ngàn lý do để từ chối. Chỉ chờ có thế, Dong Han liền thuyết phục chủ tịch hội phụ nữ với lý lẽ sắc bén, chẳng phải đây là cơ hội rõ ràng nhất để bà biết được lòng dạ cánh tay phải của mình hay sao? Sự thật bị vạch trần, vết sẹo chứng tỏ lời nói của Nam Dung là sự thật, bà ta đã bị đẩy tới đường cùng, không ngừng nhấc móc cậu bé là thứ đáng nguyền rủa, khi đâm sau lưng người đã cư mang mình. Sung Su chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ che mắt cậu bé, để ngăn những hình ảnh thối nát kia ám ảnh trong tâm trí Nam Dung sau này. Khi kết thúc mọi chuyện, Sung Su mới tâm sự, vốn là trẻ mồ côi, nên chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã biết Nam Dung đang gặp những bất ổn, với những dấu đòn roi hẳn trên lưng. Với tư cách người từng trải, Sung Su đã dạy cậu bé tuyệt chiêu đỉnh của chóp để bảo vệ chính mình, là cắn tất thảy những kẻ xấu. Cảm nhận được sự tin cậy, Nam Dung mới mở lòng và chia sẻ câu chuyện đã diễn ra ở tầng hầm bi thương kia. Họ không quên dành lời khen và động viên cho Sung Su, chiến thần trong phi vụ lần này, người vẫn tự trách bản thân không phát hiện ra sớm hơn, để cứu được những đứa bé đáng thương. Họ cùng tham gia buổi lễ cầu siêu cho những linh hồn bé nhỏ, với sự xót xa đong đầy. Nam Dung cùng em trai được đưa tới cô nhi viện mới. Gương mặt tươi sáng, thần thái đã tốt hơn rất nhiều, khi có tuyệt chiêu dắt túi. Tối đó, đôi tình nhân đang tâm sự tuổi hồng, thì bất ngờ bị cảnh sát đuổi theo vì đã quá giờ giới nghiêm. Dong Han dù mang theo thẻ cảnh sát, nhưng rất ngoan ngoãn chạy trốn cùng cô nàng. Tình yêu trong sáng, nhưng họ luôn tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn đáng nhớ, tại những nơi tối tăm chật hẹp thế này. Tập phim tới đây là hết, đón xem diễn biến mới nhất trên Be Review Phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại. Diễn biến đầu tiên, thanh tra của tổ 1 vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt tội phạm, không quên cả khịa đám đồng nghiệp ăn không ngồi rồi kế bên. Niềm vui chưa được bao lâu, thì nỗi buồn ập tới, khi họ nhận tin sét đánh ngang tai, Sung Jin, cậu em thân thiết đã qua đời vì tấn công. Nhìn dáng vẻ thất thần của người bà lớn tuổi, cùng với sự rụt rè không dám tố cáo của các tiểu thương, trong chợ càng khiến họ trở nên bất lực. Có điều không khó để đoán ra, kẻ ra tay khả năng cao nằm trong băng đảng gian hồ của Viper. Họ thẳng tiến tới căn cứ của chúng, thực hiện cuộc giao tranh với những pha ra đòn chứa đầy sự uất hận. Không có gì khó hiểu, khi phái chính nghĩa hoàn toàn chiếm ưu thế, dù có mất sức chút đỉnh. Tái ngộ với Viper, Dong Han cà khịa có giỏi thì hãy chạm má để khẳng định võ nghệ xem sao. Chấp nhận chút đau đớn, nhưng từ bây giờ, tất cả những pha ra đòn này đều là tự vệ thôi đó nhé. Có ai cao tay hơn Dong Han cơ chứ, bây giờ có thể thoải mái combat mà vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc rồi. Hai người họ so bì cao thấp, không má nào chịu thua má nào. Hắn thậm chí còn sử dụng thứ đồ chơi sáng loáng đầy hiểm nguy, nhưng Dong Han đủ nhanh nhẹn và mưu trí để hóa giải thành công, chuyển bại thành thắng. Vì quá đau xót cho cậu em Sung Jin đáng thương, Dong Han thậm chí còn muốn tẩn hắn tới hẹo luôn, nhưng nghề nghiệp cảnh sát cao quý không cho phép anh thực hiện điều đó. Họ lục soát cả văn phòng và tiến hành phỏng vấn nhanh, nhưng chẳng thể nào tìm thấy hung khí đã lấy mạng Sung Jin. Thứ bất thường duy nhất đập vào mắt họ chỉ là tờ giấy âm dương trắng đen được coi là bùa hộ mệnh của Dung Hiếc mà thôi. Tới khi tỉnh táo trở lại,
Viper trưng ra bộ mặt vô tội, khẳng định còn chẳng biết nạn nhân là ai, nói gì tới ra tay chứ. Cơn thịnh nộ nổi lên, Dong Han thẳng tiến tới đe dọa hắn, dù đồng nghiệp ra sức ngăn cản. Đúng lúc ấy thì đám đàn em của hắn tới với vai trò là nhân chứng, báo cáo rằng đã cùng Viper nhậu say bí tỉ vào ngày xảy ra sự việc. Sở trưởng cho trách mắng họ nghiệp dư khi hành động bất cẩn như vậy, tuyên bố sẽ sa thải họ ngay từ giờ phút này. Chừng đó đâu đủ để khiến họ nản lòng, nhanh chóng quay lại hiện trường để điều tra với hy vọng phát hiện thêm điều gì đó. Nhìn đôi giày mới chưa được sử dụng, Dong Han lòng đau như cắt vì xót thương cho cậu nhóc hiền lành chăm chỉ ấy. Những kỷ niệm đẹp trong quá khứ đã từng cười nói hát hò vui vẻ, cứ như một thước phim tua chậm, càng làm vết thương lòng trở nên đau nhói. Mặc dù biết, mổ pháp y là cách duy nhất để có thêm manh mối, nhưng nó quá đỗi đau đớn, thật khó để mở lời với bà. Có ai mà ngờ, bà lại đồng ý ngay lập tức. Đơn giản vì bà muốn tội ác phải được trừng trị, để cháu trai có thể ra đi thanh thản. Bác sĩ pháp y phán đoán rằng, hun khí dài và bén, kích cỡ khác hẳn con dao bình thường. Trên tay nạn nhân vẫn còn rất nhiều vết bầm tím, khả năng cao là do va chạm gây ra. Dựa trên những dấu hiệu này, không ngoại trừ khả năng, ít nhất có tới 3 kẻ độc ác cùng tham gia phi vụ này. Cuối cùng thì họ cũng có thể chào tạm biệt Sung Jin trong bầu không khí tang thương. Bà chỉ mong cậu sớm được đầu thai và sống một đời sung túc. Nan xin tặng cậu cuốn sách ngữ pháp tiếng Hàn như một món quà, trong khi Dong Han chuẩn bị đôi giày cho hành trình mới phía trước của cậu. Dù điều tra đã có tiến triển, nhưng nếu không tìm được chứng cứ, thì chẳng thể nào truy tố được chúng. Đội trưởng Du cho hay, đại ca Lee dành tặng một con dao đặc biệt, có khắc chữ Hoa Giang, trong ngày Viper chính thức trở thành cánh tay phải của ông ta. Thế nên, hắn sẽ không vứt đi, mà chắc chắn đã chôn giấu ở nơi an toàn nào đó rồi. Trời bỗng đổ cơn mưa, Dong Han chẳng còn đủ tỉnh táo, cứ lặng lẽ bước đi. Sung Su chẳng buồn ngăn cản, chỉ hy vọng đó là cách tốt nhất để cuốn trôi những cảm xúc tiêu cực trong lòng tiền bối. Trở về nhà, bà chủ phòng trọ lại kéo anh tới phòng của Gúc Jin, cậu sinh viên mất trí dồn hết tiền bạc đổ vào nhà thờ Hắc Bạch, để mong cầu may mắn. Ngày hôm sau, họ có chuyến đi trải nghiệm nơi này. Rất nhiều người tụ họp tại đây, vung tay vung chân thiệt thành, không quên đóng góp tiền dưới sự hô hào của giáo chủ. Tất nhiên, Dung Hiếc cũng có mặt vào hoạt động năng nổ lắm. Vừa hay thì một người què chân được đưa vào, đã thu hút sự chú ý của Dong Han. Chỉ với vài thao tác đơn giản, giáo chủ đã giúp ông ta đi lại như người bình thường. Những con chiên ngoan đạo hò reo cực phấn khích vì sự nhiệm màu này, khiến Dong Han phải lắc đầu ngao ngán. Có điều, tất cả chỉ là một vở kịch có đầu tư đã sớm bị các thanh tra đây phát hiện. Một người không thể di chuyển, sao tất chân lại có thể bẩn được tới như vậy chứ? Không mất nhiều thời gian, Dong Han trực tiếp đặt vấn đề, muốn ông ta tìm giúp mình hung khí đang được cất giấu kia. Tất nhiên, họ cũng bố trí lực lượng để tạo ra những sự cố xui xẻo liên tiếp, nhằm dọa Dung Hiếc kinh hồn bạt vía. Ngay khi gặp giáo chủ, hắn chẳng có chút nghi ngờ, mà cúi rạp người nghe những lời cảnh báo của ông ta. Nếu không thực hiện theo đúng chỉ dẫn trong đây, thì linh hồn người vô tội mới ra đi sẽ tạo ra kiếp nạn còn lớn hơn nhiều. Và thế là, ngay trong đêm, hắn cùng đàn em đã lên rừng để tìm kiếm. Đúng thời điểm chín mùi, thì tổ thanh tra xuất hiện như một vị thần. Họ đã đào cả đêm, và mọi nỗ lực đã được đền đáp, khi Dong Han phát hiện ra thứ mà họ đã mong chờ. Cứ ngỡ sẽ có thể nhanh chóng tóm cổ Viper, nhưng khó khăn chồng chất khó khăn, khi cả đồn cảnh sát không dám động tới người của Chủ tịch Lee, nhất là khi ông ta trở thành người quyên góp tài chính cho hoạt động quân đội và cảnh sát. Viper chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, ngang nhiên thừa nhận mình là hung thủ, có giỏi thì hãy tới mà bắt đi, như cách để khiêu khích Dong Han vậy. Cái cảm giác bất lực này quả là không dễ để gặm nhấm chút nào. Nếu không có Hezu, có lẽ Dong Han đã ngồi dầm mưa cả đêm rồi. Khi trở thành cảnh sát, anh luôn mong muốn những người mình yêu thương sẽ an toàn, và tất thảy những tội ác cần được trừng trị thích đáng. Ấy vậy mà bây giờ, anh phải bó tay cam chịu, dù biết rõ kẻ đã lấy mạng đàn em thân thích của mình. Có khi nào, nên bỏ bộ cảnh phục cao quý, để có thể tấn chúng ra bã cho hà dạ hay không? Hezu thấu hiểu cho sự day dứt của anh, nhưng cũng chẳng biết làm gì, ngoài cái ôm thật chặt để động viên để anh có thêm sức mạnh tinh thần. Vì Gúc Jin thi trượt, ba người họ đã có buổi tâm sự sương sương. Dong Han bon miệng chia sẻ thêm về bế tắc của mình, khi hệ thống pháp luật Hàn Quốc quá mục nát, thản nhiên để cái ác lộng hành. Nếu trong nước không được, hãy thử tìm cách nhờ nước thứ hai xem sao. Và thế là một ý tưởng mới lóe lên, họ hoàn toàn có thể nhờ lực lượng Mỹ can thiệp được mà. Quan trọng là phải khiến Viper trở thành tội phạm quốc tế. Khi ấy, Chủ tịch Lee có muốn can thiệp cũng chẳng được. Trong nháy mắt, họ đã sẵn sàng lên đường, với khí thế hào hùng ngút trời. Ở một diễn biến khác, chúng hào hứng tổ chức sự kiện công bố dự án thế kỷ chuẩn bị được xây dựng ở khu chợ này. Ngặt nỗi, sự cố trái với mong đợi đã diễn ra. Tổ thanh tra đã có mặt và phá nát mọi thứ. Họ lao vào tác động vật lý không ngừng nghỉ, từ những chiến binh giàu kinh nghiệm cho tới hô dung non trẻ và vụng về. Có một thanh niên âm thầm tiếp cận Viper, nhưng lại bị tẩn không trượt phát nào. Đúng lúc ấy thì lính Mỹ có mặt, bắt khẩn cấp Viper vì dám tấn công người của mình.
Thì ra, thanh niên bí mật kia chính là trung úy người Mỹ gốc Hàn, mà họ đã từng cứu mạng lúc trước. Quay trở lại vài tiếng trước đó, Dong Han cùng Ho Dung trực tiếp tới gặp, năn nỉ anh ta hãy ra tay giúp đỡ, như vậy mới khẳng định danh dự của một người lính chính trực được chứ. Phối hợp tác chiến thành công, họ không quên cảm ơn tới vị trung úy đặc biệt đẹp trai ngút trời ấy. Chắc chắn rằng, Chủ tịch Lee sẽ đau đầu lắm khi nghe tin chấn động này, nên Dong Han chủ động tới gặp và mạo phạm đưa ra đề nghị quan trọng. Anh vẫn biết, người ngồi trước mặt sở hữu sức mạnh có thể chi phối được tất cả, ngoại trừ nhật báo, cơ quan truyền thống sớm đã nắm trong tay tin tức chi tiết về vụ việc Viper tấn công lính Mỹ. Thế nên, Chủ tịch Lee chẳng có cách nào ngoài đồng ý. Và thế là, họ đã có thể trừng trị tên khốn này khi có đầy đủ lệnh bắt giữ được công tố ban hành với tốc độ tên lửa. Trong cuộc thẩm vấn diễn ra ngay sau đó, anh dằn mặt trên đời này, không có tên tội phạm nào có thể thoát tội được. Sau cùng thì chính nghĩa vẫn chiến thắng oai hùng, bà Sung Chin cũng nhẹ lòng, mà tạm biệt cháu trai đáng thương. Dong Han tới bên mộ của cậu nhóc, trò chuyện tâm sự như những người bạn. Thật là nhiều nuối tiếc, khi ước mơ sống cuộc đời bình dị, mở rộng quán bánh gạo của bà để kiếm tiền, cũng như học tập, đọc sách để nâng cao tri thức đã không thể thực hiện được nữa. Sau khi vụ án này khép lại, hàng loạt việc làm sai trái của Chủ tịch Lee liên quan tới lén lút bon vũ khí hay thao túng quân đội đã bị đội thanh tra số 1 của tổ trưởng Du vạch trần. Những tên quan tham bị trừng trị, toàn bộ gia tài chúng tham lam vơ vét đã được chia cho dân nghèo. Họ đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để chúc mừng chiến công vang dội này. Đại tiền bối còn tiết lộ tin mật rằng sở trưởng cho cùng nhiều quan chức cấp cao khác đều xuất thân từ tổ chức thân Nhật, giúp đỡ nhau để giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy quân đội. Vừa rời khỏi đó, Dong Han đã chạm mặt Chủ tịch Lee chờ sẵn từ bao giờ, với hai lựa chọn, hoặc là trở thành người của ông ta, hoặc là làm bạn với Jun. Trong tình huống khó xử thế này, Dong Han nở nụ cười tươi cùng câu trả lời nhanh nhẹn, tôi chọn cái chết, khiến đối phương không khỏi bất ngờ. Gung Wan ế từ trong trứng nước, tiếp tục là quân sư tình yêu, mách nước Dong Han tỏ tình bằng cách nói những lời ngọt ngào, kiểu như trong đôi mắt anh em là tất cả, mà chẳng buồn để tâm Ho Dung thất tình lòng đau như cắt. Dong Han ngây thơ tự nhẩm đúng bài trước khi gặp Hye-ju, thế nhưng khi mặt đối mặt, được cô quan tâm chăm sóc thì lại quên hết sạch. Anh dùng chính những cảm xúc thật của bản thân để chạm tới trái tim cô nàng, thay vì những lời sáo rỗng khi nãy. Dù biết nếu chọn là người đồng hành cùng thanh tra như anh, sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thậm chí là chia ly mà không kịp nói lời từ biệt, nhưng Hye-ju vẫn gật đầu đồng ý với lời cầu hôn của anh, bằng một nụ hôn bất ngờ, cùng điều kiện duy nhất, anh có thể về trễ, nhưng nhất định phải quay về nhé. Cứ thế, đám cưới giản đơn diễn ra, với sự chúc phúc của tất thảy những người thân. Hai năm sau đó, nội bộ Hàn Quốc trở nên bất ổn sau khi người dân biểu tình phản đối gian lận trong bầu cử. Xuất sắc vượt qua những bài kiểm tra gay gắt, Nan Xin chính thức trở thành nữ cảnh sát mạnh mẽ, gia nhập đội của tổ trưởng Du. Đêm đó, ông trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tấn công. Ông dù có nỗ lực đánh trả, nhưng cũng chẳng đáng kể. Sau khi để lại vết thương đau đớn ở đùi, chúng đã âm thầm bỏ đi mặc ông nằm đó rên rỉ. Tập phim tới đây là hết. Đón xem diễn biến mới nhất trên BeReview phim nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.